Hải Đăng xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay Hải Đăng xin mời quý vị và các bạn đến thăm giáo xứ cổ Việt. Vâng, đã từ lâu thì Hải Đăng được nghe nói đến cái công trình xây dựng của giáo xứ cổ Việt. Nhưng hôm nay Hải Đăng mới có dịp để ghé thăm. Hải Đăng xin chia sẻ cùng quý vị và các bạn một số cái hình ảnh về giáo xứ cổ Việt. Trước mắt quý vị nhìn thấy một cái quảng trường của giáo xứ rất là rộng lớn, và cái công trình của giáo xứ cổ Việt thì vẫn đang trong giai đoạn xây dựng và đang đi vào cái giai đoạn dần dần hoàn thiện rồi. Tuy nhiên, như Hải đang nhìn thấy thì công việc cũng còn khá là lớn, bởi vì theo những cái mô hình thì hai tháp chuông này còn phải xây dựng lên rất là cao nữa, nhưng hiện tại thì tháp chuông mới chỉ xây được đến mức độ như thế này thôi. Vâng, và Hải đang xin chia sẻ với quý vị và các bạn một số hình ảnh bên phía tay trái nhà thờ. Bên đây thì nói chung là công việc thì bên ngoài thì cũng đang được tiến hành xây dựng, nhưng mà Hải đang thấy cũng khá là gọn gọn rồi, bởi vì cái hành lang thì Hải đang thấy cũng ốp lát và cũng được sơn si, rồi là những dàn gióng giáo đã được dỡ ra. Tuy nhiên thì hai đầu thì công việc còn khá là bề bộn. Vâng, và quý vị thấy là những cái loại vật tư được tập kết về đây cũng rất là nhiều, các loại gạch ngói, gạch ốp lát, rồi gạch xây dựng, rồi đá, nói chung là vật tư vật liệu được tập kết về bên phía thằng trái này là cũng còn khá là lớn. Vâng, và trước mắt quý vị nhìn thấy thì cái hành lang thì cũng khá là gọn gàng rồi. Vâng, được ốp lát đây, bên dưới thì quý vị thấy là ốp toàn bằng đá, còn cái màu vàng vàng bên trên là thưa quý vị là ốp bằng gạch. Vâng, nhiều người thì bảo ốp bằng đá nhưng mà Hải đang thấy là ốp là toàn bộ là bằng gạch hết ạ, nhìn là cũng khá là đẹp. Và bây giờ Hải đang đi xin đi về cái phía đầu nhà thờ đấy, khu vực nhà 7 tầng đấy. Vâng, cái khu này thì sau này cũng chính là cái nhà mục vụ của giáo xứ cổ Việt luôn. Quý vị nhìn thấy là có thể nói là rất là cao. Vâng, và quý vị nhìn như thế này thôi nhưng mà gần như là cái khối lượng công việc bên ngoài thì cũng được ốp lát gần như là xong rồi, chỉ còn chờ cái phần trên hoàn thiện nữa, dỡ ráo ra thì công việc cũng đã khá là tạm ổn rồi. Ở đây có cái khu vực nước uống Đức Mẹ cổ Việt nhá. Vâng, nước uống ở đây rất là trong, rất là mát, các bác thợ thì cứ gọi là uống thoải mái luôn ạ. Vậy bởi vậy chính vì cái có cái khu cái nguồn nước là cho nên là giáo xứ cũng tiết kiệm được rất nhiều tiền để mua nước cho các bác thợ, đặc biệt là trong cái mùa nóng bức thế này thì để mà có nước cho các bác thợ uống thì nếu chúng ta phải mua thì cũng rất tốn rất là nhiều tiền, nhưng ở đây có nguồn nước rất là sạch, rất là trong, rất là mát, như vậy là rất là thuận lợi cho cái công việc phục vụ cho các bác thợ được cái mùa nóng bức này. Ở đây Hải đang đi sang bên cái phía bên tay phải nhà thờ. Vâng, phía bên này thì cũng như quý vị và các bạn thấy là cái công việc cũng hoàn thành cũng tới 80-90% rồi. Ở bên dưới thì đá ốp rồi là cửa lắp các thứ cũng khá là gọn gàng rồi. Ở đây còn mấy bác thợ đang lắp cửa đấy, thợ lắp cửa gỗ. Đang xin quay cho quý vị xem, quý vị nhìn thấy cái khu vực này nó như thế nào. Vâng, đấy, khu viên này là hoàn thiện hết rồi, rất là cao, rất là to và được ốp gạch rất là đẹp. Công việc bên này thì gần như hoàn thiện rồi, chỉ còn lắp cửa nữa là xong. Vâng, và Hải đang xin chia sẻ với quý vị và các bạn bên phía bên tay phải nhà thờ. Quý vị thấy thì bên này thì công việc cũng hoàn thành gần như 100% rồi. Vâng, và xin quý vị hãy chia sẻ cái hình ảnh của giáo xứ cổ Việt, và xin quý vị hãy đăng ký kênh của giáo họ Thanh Nê để quý vị và các bạn sớm được nhận được những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.